Em chào bác, là em Lâm đây, là tiếp tục lên một con bếp ba la solid. Con này thì đen tuyền luôn. Con này bác làm nhà mặt kính sáng, đặc biệt kính sáng thôi, gọi là kính đen tối màu thì để con mặt kính này vào quá sang luôn. Đấy thì em xin dành một chút thời gian quay qua cửa hàng nhé em. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm, Ba Shop, địa chỉ tại cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433. Để bác là tiện theo dõi kênh nhà em. Thì bác nào thấy video hay thì có thể đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên. Mình chưa ưng được chất này, mình sẽ ưng được chất khác. Còn mình chưa ưng được món này thì mình sẽ ưng được món khác. Bởi vì nhà em thì bán đầy đủ các mặt hàng, bếp ga, bếp từ, điều hòa, nồi cơm các kiểu. Đấy, mùa nào thì bán thứ đấy. Đấy, nhà thì hàng về thì người ta về công hàng, thì hàng nào đẹp thì em sẽ đi mua lại và dọn lên cho các bác và bán cho các bác. Đấy, cho nên là nó không cứ thì hàng. Nên bác nào mà đang tìm hiểu mua máy Nhật thì cứ đăng ký kênh em thì kiểu gì cũng sẽ mua được. Đấy, máy rửa bát và các thứ em đều bán hết. Nhưng có điều là hàng về có hàng gì thì em lấy hàng đấy để bán thôi. Đấy thì em quay luôn bếp bác đây. Con này thì là bếp mặt đen Panasonic, thì em sẽ quay má sau và quay qua mặt bếp trước các bác. Đây mặt kính đây. Mặt kính nó một vết sức mờ mờ đây, kéo dài đây. Đây là do bọc bìa vào thì nó co. Đây bị một vết đây nó thẳng này. Đấy bị vết sức mờ mờ. Đấy chứ em không đánh gì để cho mờ đâu. Còn toàn bộ viền chỉ này. Viền chỉ này rất sắc nét luôn, tức là con bếp đun rất là ít này. Đấy, đun rất là ít luôn. Chỉ chứ còn liền lạc hết này. Đấy. Con này thì là mặt đen vân chấm bi, chấm nó là chấm màu trắng. Đấy, vân chấm bi. Thì camera nó không thể bắt ký đâu. Đây mặt tiền đây. Mặt tiền đây kính là kính to nhá. Tay lắm là tay lắm zin nhá, không đính mạt sơn luôn. Đây lò nướng cũng vậy, góc nhất đầy đủ hết nhá. Táp tiếp zin, góc nhất zin, không xước sát gì. Đấy thành vách ra quay đi. Đấy. Quay hết một vòng đi, quay chậm thôi để quá được nhìn thấy vẻ đẹp của nó. Lưới là lưới zin nhá. Lưới là lưới đúc zin này. Lưới là lưới đúc zin. Đây, hai hốc lưỡng vẫn đủ nhá. Đấy, chắn mỡ vẫn đủ nguyên. Đấy, đầy đủ hết nhá. Đấy, góc nhất gì. Đấy. Thì em đã bảo các bác đấy, đôi lưới là trị giá 400.000. Đôi hốc nhựa trong này trị giá 150.000. Cái góc này trị giá 450.000. Đấy, cái táp này trị giá 250.000. Đấy, nếu như phải thay thế nên là đồ zin bao giờ nó cũng đắt. Đấy. Để các bác hiểu như vậy, khe nướng này thì đẹp rồi. Đấy, khe nướng này lượng nướng tương đối ít. Đây. Giá vẫn còn sáng luôn. Đúng như sơn tĩnh điện. Nó thì tương đối là đẹp. Đấy. Đấy, em vào chắc bếp luôn các bác đây. Đấy. Bếp thì đầy đủ các tính năng rồi. Nấu cơm, nấu nước rồi đun nấu cháo các kiểu. Rồi thì hẹn giờ hẹn chất đầy đủ hết. Đồng hồ hẹn giờ độc lập nhé, không chung chất ở đâu nhé. Tất cả hẹn giờ độc lập hết. Nó nháy thì nó chưa có lò. Đây là để lò lên thì nó sẽ không nháy nữa. Nó cắn được từ nó sẽ không nháy nữa. Đấy. Đấy. Còn hồng ngoại thì ở dưới này. Đấy có cả khóa hồng ngoại này, khóa toàn bộ ba bếp này, và hẹn giờ tổng này, đồng hồ này. Đấy nó ti tỉ các chức năng. Đấy, nướng nhất ở đây. Hồng ngoại nó sáng rồi đây. Đấy, hồng ngoại nó sáng rồi đây. Đấy, bếp cực đẹp luôn. Đấy, còn nướng thì ở ô bên này. Đấy, cái là quay nướng. Nướng thì nướng trực tiếp hai máy xo ở đây. Lên xuống nhiệt độ đây, chỉnh giờ giấc đây. Đấy, còn chọn chế độ nướng thì chọn đây. Ti tỉ chế độ chọn. Đấy, chọn chế độ gì bấm vào. Đấy. Quá giọng em gái Nhật. Đấy. Bật cái nước nóng luôn. Bếp thì em cam kết là zin nguyên bản, không động chạm mỗi hàng. Cứ số anh em thăm bếp mà phát hiện ra bếp đã động chạm sửa chữa rồi, dù một mỗi hàng thôi, yên tâm mặc định em Lâm tặng 10 triệu. Và tặng một chuyến xe về nhà và tặng thêm chiếc bếp này về cùng. Nếu đi xe máy cho cả xe máy lên ô tô trở về luôn. Đấy, bác nào đi ô tô xuống nhà em thì tặng cho 10 triệu và tặng chiếc bếp này nếu như em động chạm sửa chữa rồi. Đấy, bếp có sao bán vậy luôn. Đấy, bếp cực đẹp luôn. Đấy, bật cái nước sôi nhanh mà. Đấy. Em xin phép em tắt bếp để em để lại cái biển luôn đi bác, vì bếp nó quá đẹp rồi, không động chạm, không có chứa gì. Đấy. Bếp thì em đều đi thăm những con bếp đẹp và em bán cho lên thì có thể là có bác thì sẽ thấy là rẻ, có bác thì sẽ thấy là đắt, bởi vì đừng so giá là gì ạ. Chiếc này mới là hơn 40 triệu cơ, cho nên là các bác không thể so được. So là phải so lúc mới, con bếp nó bán bao tiền thì đừng so con bếp Nhật của em đi, so với con bếp Việt Nam 3-4 triệu khó so lắm. Và các bác mua bếp thì có là đã ở bên Nhật rồi và đã chơi đồ Nhật rồi thì biết rồi. Đấy. Đồ Nhật đấy nó vô vàn giá, nó còn quan trọng vào chất bếp. Chất bếp mà đẹp đấy đắt 1-2 triệu chuyện bình thường. Chất bếp xấu rẻ 1-2 triệu chưa chắc bác đang mua. Đấy. Nên là bác nào lấy thì alo cho em. Và em cũng báo giá luôn thế này bác. Trước này em bán giá bác giá là 12.500.000, bảo hành 6 tháng. Đấy. Chạy cho bác từ A chạy chán thì thôi.
hết 6 tháng vẫn hỗ trợ sửa chữa bình thường. Đấy, theo các bác thì đến hết một đời bếp luôn, chứ không phải lo là ngóc trục chặt ai sửa đâu. Mua nhà em thì em chịu trách nhiệm bắt hết từ A đến Z, không phải lo gì cả. Đấy, những bệnh thông dụng thì em sẽ không lấy tiền đâu. Đấy, hầu như thì em chưa lấy tiền của ai cả, hầu như thì em toàn sở hộ luôn. Bởi vì nhà em thì bếp em phá là nhiều lắm, bởi vì những chiếc bếp nó vỡ kính ấy, rồi sát bếp của em đi mua phải lấy đồ nó nhiều lắm, cho nên là không sợ đâu. Thứ hai là dùng bếp Nhật thì rủi ro xác suất xảy ra lỗi thấp lắm, đen lắm thì mới một hai bác bị thôi. Con này thì dòng bếp La Mala thì em nói rất nhiều video rồi, dòng này thì nó không kém điện, ăn điện từ 200V đến 235V vẫn chạy vô tư. Và các bác đun bếp lên đun được số 8 rồi, đừng đun kịch kim. Đấy, chiếc này lên IH rồi thì nó sẽ không ghi số ký, nhưng mà bếp nào thì bếp vẫn cứ một bên lên 2 ký và 2 ký rưỡi, và một bên lên 3 ký, bên này thì kia lên 3 ký, bên này nó thụt 2 ký rưỡi, chứ không đồng loạt bếp nào lên được 3 ký hết đâu. Thì các bác hiểu là như vậy nhá. Để bác nào lấy thì alo cho em, các bác khi mua giá thợ cứ alo cho em sẽ ra giá thợ. Giá thợ thì bao giờ cũng rẻ được từ 500 đến 1 triệu, tùy là các bác mua kiểu gì thì mua. Đấy, bác nào lấy thì alo em 2 số điện thoại nhá, em phép chào các bác nhá.